Lê xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Gia đình Tài tử phiên bản tài năng tổng hợp. Chúng ta hãy ủng hộ gia đình đầu tiên trong ngày hôm nay. Ha 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 ha. Hôm nay có một thử thách rất là vui. Ngôi nhà cuối cùng trong hẻm 50/31, đường 79, phường Tân Quy, quận 7, với diện tích gần 40m2, sau bao năm biểu diễn công phu mua được, nhưng đến nay kinh phí vẫn chưa trả hết. Vì cuộc sống khó khăn, anh còn làm nhiều công việc khác như chạy xe ôm, quần vác. Đồng hành cùng tham gia chương trình còn có chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, 31 tuổi, là công nhân may. Con trai Huỳnh Gia Bảo đang học lớp 7 và cô con gái Huỳnh Hoa Bảo Tiên đang học lớp 3 cũng từng tham gia hỗ trợ cho bố trong các tiết mục công phu. Cùng tham gia lần này là bác Lê Thị Được, 62 tuổi, là mẹ của anh Cường, và cô chị gái là Huỳnh Thị Mận, 44 tuổi. Cùng chào đón sứ giả nào. Ngày mà anh đi biểu diễn ở nước ngoài, thi nước ngoài về thì anh thấy cảm giác của anh như thế nào? Khi mà mình đi nước ngoài diễn mình về cảm giác rất là vui, mình học hỏi được nhiều thứ. Nhưng mà anh thấy mấy tiết mục của anh nguy hiểm quá. Sở trường mỗi cười nguy hiểm mà. Nhưng mà nó phải an toàn, nó nằm trong cái khoảng an toàn. Trong khoảng an toàn. Thế thì hôm nay em tới đây thì sẽ có một cái thử thách dành cho gia đình mình. Bảo Cường phải thử thách lắm. Bởi vì những cái thử thách nó làm cho mình lớn lên mỗi ngày. Thế thì đây là thử thách của anh đây. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Đơn giản. Dạ. Thế thì anh đoán là thử thách gì ạ? Mình vẽ ha. Vẽ? Vẽ. Vẽ thử thách gì? Con chị? Con chị không chỉ nghĩ ra rồi. Lạ quá ta. Nhiều màu quá. Con có thích làm gì không? Thích làm máy bay không? Làm gì nói cho chú nghe đi con. Còn chiếc máy bay, tiền xíu bay. Vậy này mình để dành vẽ. Thì em đưa một cái dự kiện nữa. Mà đây chính là cái bao thư. Thử thách xếp máy bay phóng thủng vòng giấy. Trong thời gian 3 phút, người chơi phải xếp được máy bay giấy và sau đó phóng máy bay làm thủng vòng giấy, đường kính khoảng 20cm. Chỉ cần một lần thủng vòng giấy là chiến thắng. Khoảng cách từ người chơi đến vòng giấy là 2m, chiều cao vòng giấy so với mặt đất khoảng 1.5m. Số lượng người tham gia thử thách là 2 người. Vậy là Bảo nói đúng rồi. Rồi, anh chị là muốn thử sức không à? Thử chứ. Thử đúng không? Thử. Rồi, vậy thì em sẽ đem đường nghề tới cho anh thử. Vòng tròn kia, vòng tròn giấy, đường kính 20cm. Này chặt bách phạt bách chúng quá. Anh thấy biết một người sao? Hấp dẫn. Hấp dẫn đúng không? Bây giờ thử, biết thử. Em sẽ bấm giờ cho anh nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Đập. Tốc độ và chuẩn xác. Anh thấy như thế nào? Giống như là mình tập thể thao rồi, đổ một hồi đó, vui đó. Một thử thách nào cũng có thời gian khổ. Một tầng lương mà, nhiều khi tầng sau mình là bách phát bách trúng á. Đúng rồi. Anh thấy không? Với một tiết mục như thế này đủ để anh đem đi biểu diễn không? Nếu mà thành công. Được đó. Rồi em sẽ giao đồng hồ này cho anh luôn. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Ông ngày quá. 10 triệu. Chúng ta cho tràng pháo tay chào đón gia đình anh Huy Cường. Chào đón cả nhà đến với gia đình đại tử. Trang phục tông sạc tông không? Năm con khỉ cho nên gia đình Bảo Cường mặc áo con khỉ. Anh Bảo Cường là một trong những diễn viên cung phu để lại ấn tượng rất là nhiều. Bảo Cường hay là gọi là Huy Cường, chúng ta đã gặp ở rất nhiều sân khấu và trong chương trình của truyền hình. Và cái tình huống mà xuyên máy bay qua cái tờ giấy đó, tôi nghĩ rằng nếu mà dùng cung phu chắc là được á. Cung phu thì không có liên quan đến cái vấn đề mà dùng chiếc máy bay phóng xuyên qua tờ giấy. Nhưng mà hy vọng là sau khi mình tập cái tiết mục này, thử thách tiết mục này, Bảo Cường sẽ dùng để biểu diễn luôn. Cái công việc biểu diễn nó có đủ trang trải trong cuộc sống không anh Cường? Vẫn đủ à. Hiện tại bây giờ Bảo Cường học thêm nghề hớt tóc. Xin hỏi chị vợ của anh Bảo Cường, anh biểu diễn như vậy phải nói là những cái pha rất là nguy hiểm, chị có lo lắng không chị? Có chứ, những lúc sợ, không dám xem. Có bao giờ về nhà chị khuyên ảnh là thôi mình nghỉ có không? Đi. Mà yêu nghề quá thôi, cỡ chấp nhận đi. Bác thấy sao bác? Lúc đầu bác cũng lo sợ lắm, nhưng mà sau khi mà biết con nó đồ nghề tự biến chế là nghề nghiệp thì nó tự suy nghĩ ra thì bác cũng đỡ lo. Hôm nay Bảo Cường đã chuẩn bị một cái môn xiếc rất là vui dành tặng cho anh Quyền Linh. Rồi nhắm mắt lại. Mày chưa mối á. Đơn giản là hai cái muỗng. Anh ngâm một cái. Bảo Cường làm sao anh làm vậy nha. Rồi. Thắt nhẹ thôi, thấy chưa? Rồi. Rồi anh lắc mạnh lên. Càng ngang mạnh lên coi. Mạnh lên. Mạnh lên. Rồi, từ từ chậm lại nha. Chậm lại thôi, thật chậm thôi nha. Đừng có nhanh quá, chậm lại. Thôi, ngưng. Cái gì vậy anh? Ủa sao nó không hay vậy? Đúng là sao à? Anh thấy sao à? Hay, cái này hay. Quá hay luôn, thấy hay không ạ?
Vâng, đây là tiết mục có Cường suy nghĩ rất là kỹ để dành tặng cho anh Quyền Linh. Kỹ gì này, chắc tập lâu rồi bẻ không gãy luôn. Không có lâu anh. Coi cái mũ này coi nó cứng mềm không? Cứng quá rồi. Cứng quá. Không quá. Bây giờ nó công rồi, anh muốn làm thẳng lại không? Hay gì? Làm thẳng luôn hả? Đúng rồi, làm rồi, thẳng luôn. Đầu 2, 3. Thế thôi. Thôi vô thi, vô thi. Lâu quá tôi bị dụ. Chúng ta vừa giao lưu với gia đình của anh Bảo Cường, còn bây giờ sẽ đến với 7 ngày qua họ luyện tập như thế nào. Sau khi chia tay sứ giả, anh Huy Cường phải đi biểu diễn nên bắt được mẹ anh Cường yêu cầu những thành viên còn lại tập luyện, và con hẻm đã trở thành khu vui chơi bất đắc dĩ. Mặc dù đã dùng hết sức lực để phóng máy bay, nhưng kết quả những chiếc máy bay giấy này bay đủ hướng. Ngày thứ hai, tranh thủ sau giờ diễn đêm về, cha con anh Cường ra sức tập luyện. Trời ơi, quăng là một bó dèo còn không lủng nữa. Bó tay đó. Ngắm ngay đàng hoàng. Đó. Phóng đàng hoàng ơi. Từng là nghệ sĩ cung phu, cứ tưởng thử thách phóng máy bay thủng vòng giấy là dễ ăn. Nhưng khi bắt tay vào tập luyện, anh Cường mới cảm nhận. Đầu tiên, thứ ba chưa? Vậy còn không lủng. Trời, cục đá không lủng nữa. Chúng ta cùng xem lại yêu cầu thử thách là trong thời gian 3 phút phải phóng máy bay làm thủng vòng giấy với đường kính 20cm. Số lượng người tham gia là 2 người. Nhưng hiện tại, số lượng thành viên tham gia tập luyện tại nhà là sai quy định, 5 người. Trời ơi, đâu. Chỉ bí kíp cho Bảo Cường. Bên cạnh đó, đứng chạm vạch cũng xem như thất bại. Thấy được cái khó của cậu con trai 13 tuổi, xếp máy bay hơn 30 giây mới được một cái. Vậy tổng thời gian 3 phút chỉ được gần 6 chiếc máy bay giấy, nên anh Cường liền nhờ bạn bè hỗ trợ. 1 phút bắt đầu, 2 giây con xếp máy bay. Bắt đầu là phóng. Ủa, rồi đi lên cảnh xếp luôn hả? Chứ không xếp sẵn hả? Chắc ra. Dạ, còn chậm có à. Tính nhật được. Mời anh. Cảm ơn anh, xếp cái đó, cái kéo. Lũng chu xiên quá đàng hoàng á. Xiên luôn hả? Ngày thứ năm cũng là ngày cuối tập luyện, vì ngày hôm sau đi biểu diễn xa, mọi tâm huyết gần như tuyệt đối. Và đây là chia sẻ từ anh em đồng nghiệp. Chủ yếu là dùng cái lực tay. Tay. Cái lực tay của mình là phải đi cho nó hết luôn. Chứ mà dầm người xuống. Mà nhưng mà đừng đảo. Đó, thấy chưa? Này lũng sẵn rồi. Thấy. Lũng sẵn rồi đó. Phóng máy bay thôi, hai thế đập tạ. Đó, từ ngày phóng máy bay tới giờ chuột cứ lên nè. Chuột to to rồi không? Hai thế đập tạ không? Mà ngộ lắm. Có một bên to, bên này có phóng nào to. Này to, bên này xíu. Bên này không phóng. Đúng rồi đó. Dạ phóng đi vô chứ lên nóc nhà là ăn đòn á. Nắm ngày tập luyện cùng mẹ, vợ và hai con, cùng những anh em đồng nghiệp, chẳng những có những tiếng cười mà bà con hàng xóm cũng vui lây khi hưởng ứng tinh thần cho gia đình anh Huy Cường. Liệu hai ngày còn lại khi đi diễn xa nhà, ai sẽ hỗ trợ xếp máy bay cho anh đây? Kết quả thành công thế nào? Có thể nói là cái thử thách này tôi biết chắc rằng chỉ có anh Cường thôi, nhưng mà thấy có một người bạn của anh xuất hiện nữa. Sao anh không để người bạn anh thực hiện? Dạ đúng rồi, có một người anh, người đó là cũng là ca sĩ. Nhưng mà tại vì ảnh bận đi show rồi cho nên ảnh không tham gia được. Bây giờ thì anh cũng ai là người hỗ trợ trong gia đình? Dạ con trai em. Chắc chắn không? Chắc chắn. Nào, chúng ta chờ đón thử thách. Trong thời gian 3 phút, người chơi phải xếp máy bay giấy và phóng máy bay làm thủng vòng giấy đường kính 20cm. Chỉ cần làm thủng vòng giấy là chiến thắng. Khoảng cách từ người chơi đến vòng giấy là 2m. Chiều cao vòng giấy so với mặt đất là 1,5m. Số lượng người tham gia thử thách là 2 người. Mời anh kiểm tra xem giấy như thế nào.
sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời anh Huy Cường và người hỗ trợ bước lên phía trước. Anh đang suy nghĩ điều gì? Đang suy nghĩ 10 triệu. Nếu như được 10 triệu thì anh sẽ làm gì? Trước tiên là đãi cả nhà đi ăn, ăn mừng. Sau đó số tiền còn lại thì Bảo Cường để dành lo các con học. Con trai, con tin rằng ngày hôm nay ba con có làm được hay không? Yeah! Bây giờ thì mời bác và chị cũng như là con sẽ động viên ba và anh trên kia thế nào? Con cháu ơi, cố lên, cố lên. Anh cố lên. Ba với anh hai cố lên mang 10 triệu về cho gia đình. 10 triệu hay 1 triệu, tất cả sẵn sàng. Hy vọng rằng với cái tài năng biểu diễn kung phu của Bảo Cường thì ngày hôm nay anh sẽ thực hiện thành công. Bắt đầu. Con xếp đi con, xếp máy bay. Quan trọng là xếp máy bay nhanh để chúng ta có thời gian phóng phi tiêu. Giống như phóng phi tiêu thì đã phóng máy bay, phóng mạnh, dùng hết lực của mình. Một diễn viên xiếc kung phu thì nội lực, nội công dữ dội lắm. Hôm nay chúng ta chứng kiến một màn biểu diễn kung phu từ xa. Chỉ cần lũng tờ giấy thôi. Không được rồi, rất mạnh. Cái lực rất là mạnh. Nhưng mà chưa trúng tờ giấy. Rất mạnh. 2 phút. Lỡ máy bay bỏ tiền 2 phút thôi. 20 giây nữa. Cố gắng lên. Nhanh lên. Quan trọng là lực của anh Cường xuất ra thôi. Wow. Lực rất mạnh nhưng cái mũi nhọn của máy bay nó chưa đâm lủng được cái tờ giấy. Quan trọng là cái mũi nhọn máy bay nó phải nhọn xíu. Con trai xếp làm sao cho mũi nhọn. 1 phút 55 giây nữa. Wow. Cố lên nào. Chúc mừng, rất hồi hộp. Yeah. Thưa quý vị, như vậy là tờ giấy lên lũng và máy bay đã bay xuyên thẳng qua bên kia luôn quý vị, thấy không? Rất tuyệt vời. Chúc mừng Bảo Cường lần nữa, anh đã xuất sắc hoàn thành thử thách của chương trình. 10 triệu đồng thuộc về Bảo Cường. Đây là món quà dành cho cả nhà nào và các con. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì hãy sứ giả Thiên Vương đang ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Chúng ta hãy tìm nhà của chị Minh Trang nhé. Anh ơi, cho hỏi chị Minh Trang ở chỗ nào ạ? Em vô lại nhà này quẹo bên tay trái. Qua đây, qua bên trái ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Wow, nhiều xe dưới. Có nhà. Chào con. Chào chú. Cho chú hỏi có phải nhà của cô Minh Trang không? Chào phải chú. Con là gì của... Dạ, con là con của mẹ. Mẹ con là... Mẹ hả? Có cháu ký mẹ kìa. Gì vậy con? Dạ, chào chị. Em là sứ giả Thiên Vương của gia đình tài tử. Cả gia đình ba thế hệ cùng chào đón sứ giả vào một buổi sáng đẹp trời. Trưởng đoàn Huỳnh Thị Minh Trang, 51 tuổi, cùng người đàn ông luôn mang đến hạnh phúc cho chị hơn 20 năm qua là anh Nguyễn Hữu Hải, 60 tuổi. Bên cạnh đó, còn có cậu con trai trưởng Nguyễn Phan Hoàng Nam, 27 tuổi, vừa lập gia đình, và cô con gái út là Nguyễn Phan Ngọc Trân, 11 tuổi, cùng góp niềm vui chung với gia đình chị Trang, đó là bác Nguyễn Thị Nguyệt, 82 tuổi, là dì của chị Trang, và cô em gái Huỳnh Thị Minh Thư, 48 tuổi, cùng tham gia chương trình. Thế thì gia đình mình có thường hay đi nghe nhạc hay là hay về âm nhạc có thích thú mà? Căn bản là ca là nhiều. Thế thì gia đình mình thích thể loại nhạc nào ạ? Đủ loại hết. Mình có gì thích cũng thích nghe dân ca nè. Có rồi nhạc disco. Disco. Ồ, thế còn con? Đã thích loại nhạc rap. K-pop. Vậy thì rất là hợp với gia đình mình rồi. Đây là một thử thách thể rất là hay.
thử thách nhớ tên bài hát về mùa xuân. Người chơi phải nói được tên bài hát khi nghe xong một câu hát bất kỳ, số lượng 100 bài hát theo quy định của ban tổ chức. Các bài hát và câu hát sẽ được chọn ngẫu nhiên. Khi bắt đầu, cứ sau 2 giây, nếu người chơi không có câu trả lời, thời gian 10 giây đếm ngược sẽ được tính. Sau 10 giây, nếu người chơi vẫn không trả lời, thì xem như thất bại. Hơi bị chua đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nha. Chính xác. Rồi, xin chúc gia đình thành công trong phần thử thách này nhé. 1, 2, 3, chiến thắng. Chào đón cả nhà chị Trang đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay ai cũng đẹp hết nha. Chứ là chuẩn bị như thế nào cả đêm hôm qua hả chị? Chuẩn bị cái kỳ thi này chắc là cũng hy vọng là ok ạ. Hy vọng là ok. Bác kia là gì của chị? Là mẹ. Là mẹ của chị Trang. Dạ con chào bác ạ. Chào Dương, chào Huỳnh Linh. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 75 à. 75 tuổi à? Ừ. Dạ. Thấy chưa, cái thử thách mà chương trình đưa ra đó là nhớ tên nhiều bài hát như vậy. Bác thấy dễ không? Cũng khó. Cũng khó hả? Bác có từng hát những bài hát trong đó chưa? Hồi xưa là ta hát bài cũ không à. Thí dụ như bài nào bác, theo một đoạn nào đó mà ngày xưa bác đã từng hát đi. Đúng rồi, chống nạnh hát luôn. Dạ, 2, 3. Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau, tên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao. Chỉ có thuộc mà ít thôi. Rất là hay. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem đoạn video clip về 7 ngày qua gia đình đã thực hiện tập như thế nào. Sau khi chia tay sứ giả, ngay đêm hôm đó, gia đình chị Trang bắt tay vào luyện tập. Khi còn trẻ, chị Trang từng tham gia trong các câu lạc bộ yêu ca hát, nên có lẽ thử thách nhớ tên bài hát là vào đúng sở trường rồi. Mùa xuân trên thành phố. Ủa sai hả? Thế đó là gì? Hai ngày sau đó, có lệnh triệu tập từ mẹ của chị Trang. Ngày tức khắc, gia đình có cuộc họp nội bộ. Ta nghe mày thi gia đình tài tử ngồi nào? À, con có đăng ký thi. Hai ngày nay đi tập đây nè, mà chưa mới có thuộc có gần mấy ngày mà mấy bạn chưa thuộc. Thôi bây giờ mình thi với nhau đi, giờ mở ra. Giờ rồi ai đoán được nhiều là người đã được lên đi thi. Rồi. Mày này khó quá chứ bảo à. Thôi có nhiều bài. Ngày thứ tư trở đi, mọi phút thư giãn của chị Trang bây giờ chỉ là nghe nhạc xuân. Nghe từ sáng đến chiều, hát mọi lúc mọi nơi. Từ bao giờ là cái đi đâu đến đâu làm gì cũng nhậm trong miệng rồi, cái bài hát tên bài hát không à. Và gia đình còn nghĩ ra cách học đó là đi ra ngoài đường á, mình tập thể dục á, rồi mình coi giống như là ở ngoài đường là công chúng đi. Không biết kết quả sau 5 ngày nhớ lời và tên ca khúc của gia đình chị Trang như thế nào. Ban tổ chức thì dài quá, còn một bài là em ơi mùa xuân đến rồi đó. Và một bài mùa xuân đến rồi đó, chẳng chỉ cái tiếng chữ em ơi là có hỏi dễ là con mà chắc chắn là lộn là hư là thua. Dù đã 51 tuổi nhưng trí nhớ của chị Trang sau 7 ngày tập luyện gần như là tốt nhất. Bảy
7 ngày thưởng thức những ca khúc về mùa xuân đã mang niềm vui xuân trên mỗi gương mặt trong gia đình, những tiếng cười, hạnh phúc quay quần bên đại gia đình chị Minh Trang. Liệu tại trường quay, chị Trang có giành được 10 triệu? Linh xem clip xong thì Linh thấy rằng qua những cái ngày luyện tập trên clip thì chị cũng vẫn là quên. Tại sao vậy? Nói chung thì cũng biết nhiều lắm, nhưng mà một cái là ban tổ chức cho những cái bài hát nó na ná giống nhau, giai điệu giống nhau, lên cho lên có nhiều khi đó, nó lộn bài này qua bài kia cho lên đó dán mình nhớ đó, nhưng hy vọng là sẽ không có bị nhầm. Rồi đâu con gái hát bài nào sung sung trước cho mẹ thi cho nó không khí thôi. Dạ con muốn xin. 2, 3. Con muốn xin, con muốn xin, con muốn đa tình. Đùa với luôn hoa mà là nó hoa là hòa mình. Con ống thuộc rồi. Đang xinh quá mà. Con gái học lớp mấy rồi? Lớp 6 rồi. Lớp 6 rồi hả? Dạ. Con muốn đi theo nghề gì? Ước mơ con là phi hành gia bay lên vũ trụ. Dạ thiệt. Giữ ta. Dạ. Chúc cho ước mơ con thành công nha. Dạ. Rồi bây giờ ta sẽ cử ai là người đại diện để thực hiện thử thách của chương trình. Gia đình quyết định cử cho chị Trang ra thi ạ. Chúng ta đón chờ thử thách. Thử thách nhớ tên 100 bài hát về mùa xuân. Người chơi phải đọc tên bài hát khi nghe xong một câu hát bất kỳ trong bài hát đó. Tổng số là 100 bài hát. Các câu hát trong các bài hát sẽ được chọn ngẫu nhiên. Mời chị bước lên vị trí. Bây giờ thì chị cảm giác ra sao? Hồi hộp à? Cũng rất là hy vọng chị Trang là giành giải hôm nay để có may mắn cho đầu năm cho cả nhà. Chị Trang cố gắng lên. Quyết tâm nha. Quyết tâm. Mẹ cố lên nha mẹ, đừng đi xì mẹ, đi chơi mẹ. Ok, mẹ cố gắng ạ. Chị Trang đã sẵn sàng. Bắt đầu. Và rồi từ đây, mãi cho ta mùa xuân. Ngày thăm tuy bên xuân và tuổi trẻ. Xuân đã đến rồi. Đón xuân. Giặc ngàn hồn. Xuân đã về. Ai lên xuống hoa đào. Gái xuân. Lời tỏ tình của mùa xuân. Những bông hoa trong vườn bác. Để phúc mùa xuân. Hương sắc bùng cao. Em ơi mùa xuân đến rồi đó. Anh ta tuổi chừng 30 mấy, quen lắm nhìn sợ em biết ngay định. Chẳng ai xa lạ. Xuân gieo khắp nơi. Gió mùa xuân tới. Xuân họp mặt. Tới quê hương chuyến đây. Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. Đúng rồi, cố lên chị. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca. Mùa chim én bay. Chiến khu xuân đang rộn ràng tràn hoa giáng xuân. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố 40 mùa xuân. Tôi nhớ mãi nụ cười sân cước. Ồ hai hoa mơ hoa xuân đã em bé vừa già sắc xuân. Bình tĩnh chị. Đoán chung ca. Nghe cho cảm ơn một đóa xuân người. Ngày xanh ơi. Đánh thức tầm xuân. Đúng rồi. Nụ tầm xuân. Xuân đẹp làm sao. Ngày Tết quê em. Lời chúc đêm giao thừa. Hay lắm. Ước vọng mùa xuân. Nếu xuân này vắng em. Đúng luôn. Phút giây giao thừa. Một năm mới. Phút giao mùa. Chính xác. Phút giao thừa lặng lẽ. Hay quá. Lì xì nhé. Mùa
xuân chúc người yêu đẹp xuân. Người ta mùa xuân, hoa cỏ mùa xuân. Hay quá, cố lên chị. Hãy mang đến những mùa xuân Tết Nguyên Đán. Mùa xuân đầu tiên. Hay quá. Một ngày chơi xuân trong say giờ sương. Phố xuân nụ hoa trên cành. Mơ ước ngọt ngào. Ây cha. Như vậy là chỉ một chút sơ suất thôi chị Trang. Ước mơ, chị nói là mơ ước. Ước mơ ngọt ngào, mơ ước ngọt ngào, nó chỉ sơ suất một chút xíu thôi. Rất tiếc. Con gái thấy sao con gái? Buồn. Thất vọng. Thất vọng hả? Muốn khóc luôn. Hết đồ đi, hết đồ đi chơi luôn rồi. Đủ lì xì. Không có lì xì mà. Gia đình sẽ được lì xì 1 triệu đồng. Đây, tiền lì xì của con. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Gia đình đệ tử. Rất tiếc vì ngày hôm nay chị Trang đã không thực hiện được thử thách của chương trình. Nhưng dù sao cũng được trải nghiệm và đến đây để tham dự chương trình mùa Tết Bính Thân. Chúc mừng năm mới. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.